Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Linh Kiều Store Cần Thơ 1 tuổi. Và nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều phần quà ưu đãi dành cho quý khách hàng đã ủng hộ Linh Kiều Store trong suốt thời gian vừa qua. Đối với cửa hàng Cần Thơ, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi sau. Với đơn hàng dưới 1 triệu đồng, các bạn sẽ nhận ngay được một bình giữ nhiệt trị giá 100.000 đồng. Với đơn hàng từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, các bạn sẽ nhận ngay được một ấm chườm tóc trị giá 200.000 đồng. Và đặc biệt, với những đơn hàng trên 2 triệu đồng, các bạn sẽ nhận ngay được một nồi cơm điện trị giá 350.000 đồng. Và đối với các cửa hàng của thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sẽ nhận ngay được một bình giữ nhiệt xịn sò trị giá 100.000 đồng với đơn hàng trên 500.000 đồng. Thời gian áp dụng chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra vào trong vòng 2 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 tại cửa hàng Cần Thơ và duy nhất một ngày 16 tháng 11 tại các cửa hàng của thành phố Hồ Chí Minh. Xuân đến xuân đi như một cơn gió, quà tặng đã có sao còn đắn đo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày 16 tháng 11 tại các cửa hàng của Linh Kiều Store nhé.